Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Học Tiếng Anh Miễn Phí cùng Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các bài tập của Unit 3 và bây giờ chúng ta đã làm được bài tập số 10 rồi. Trong bài tập số 10 này thì chúng ta sẽ xem người ta nói gì. À, người ta cho mình tất cả là 18, đúng không? Đó, mỗi cột rồi 18 chữ mà có tới 19 cái ô, 19 cái ô trống. Vậy thì cái chữ stay này là dùng 2 lần, vậy là đủ 19 chữ, điền vô 19 lỗ này. Và vậy thì những cái bài này á, thì thường ngày xưa thì thầy học á, thì thầy hay gọi là bài giảng bài thi đục lỗ đó các bạn. Đây là một dạng bài phải nói là rất là khó, và càng khó hơn nếu nó cho càng nhiều chữ ở trên này các bạn ạ. Bởi vì đôi lúc chúng ta rất là dễ lộn, rất là dễ lầm. Đó, vậy thì bây giờ bài này mình sẽ giúp các bạn. Đầu tiên á, là mình sẽ giúp các bạn chọn chữ vô từng ô. Mình chọn để mình tiết kiệm thời gian cho các bạn. Sau đó quan trọng nhất là mình giải thích cho các bạn hiểu vì sao mình chọn từ đó. Đó mới là cái điều mình cần. Đó mới là điều mình cần nha các bạn nha. Nhớ. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với từng câu một. À, câu một là người ta đã làm cho mình rồi. À, mình phải hiểu cái bài này người ta định nói cái gì cho mình cả đã chứ. À, bài này á, là người ta nói mình thế này. Này. Này, các bạn nhìn đây. Đây. Ông Ly này á, ông Ly này, ông đang kể với con, những đứa con ông về cái thời thơ ấu của ông. Về cái thời thơ ấu của ông. Tìm cái hình thức đúng của những cái chữ này, cái hình thức đúng của những chữ này các bạn nha, phù hợp, hình thức phù hợp này của những cái chữ ở trong này để điền vô cái hộp này, vừa điền vô cái những chỗ trống này đó, để hoàn thành cái bài nói của ông ta. Rồi, vậy thì bây giờ mình giúp các bạn hoàn thành, sau đó chúng mình chỉ giải thích cho các bạn như ban đầu mình nói các bạn đó. Rồi, cái câu đầu tiên là người ta đã hoàn thành cho mình rồi. Câu số 2 là mình cứ viết luôn cho các bạn nha, thì tí mình giải thích các bạn. Đó. Đó. Did not own. Đây, own này các bạn nè. Đây. Đó, cái từ này là phủ định là did not nha. Rồi, tí nữa mình giải thích, sau đó mình dịch rồi mình giải thích cho các bạn. Rồi, chỗ này là didn't stay là bằng did not bằng didn't này các bạn nha. Rồi, câu chỗ số 3 là chúng ta điền là stayed. ED nha, nhớ có ED nè. Stay đây các bạn nha. Đây. Đâu rồi. Đây. Rồi, nhớ thay đổi đi, nó là quá khứ. Rồi. Chỗ số 4 là chúng ta điền played. ED, tất cả đều ED. Chỗ số 5 là chúng ta điền looked. ED. Đây, played. Played. Đây cái chỗ có trên này hết rồi bạn nha. Đây, đây, đây. Rồi looked. Đây, ok. Rồi chỗ số 5 rồi đúng không? Chỗ số 6, lỗ số 6 là chúng ta đặt là relaxed. Đây, relaxed. Câu số 7 chúng ta chọn là smoked. Đây, chữ này đó các bạn này. Đây rồi. Đây, ok. Rồi, vị trí số 8 là chúng ta chọn. Vị trí số 8 các bạn chọn là tried. Đó, tried này các bạn này. À, chúng ta biến thành ED. Biến thành ED, có ED này. Rồi số 9 là chúng ta chọn là visited. Đây. ED. Đây, số 9 đây các bạn này, visit này, viếng thăm này. Đó, số 10 là các bạn chọn cho mình stopped. Đây, stopped. Đây, thêm ED vào nha. Số 11 là các bạn chọn discussed. ED nha. Đó, discussed. Số 12 là argue. Đây, số 12 là các bạn chọn từ này. ED nha. Đó, đều ED, đều là quá khứ cả. Đây. Rồi, số 13, lỗ số 13 là
các bạn chọn cho mình là washed. Washed. Lỗ số 14 là các bạn chọn cho mình joined. Lỗ số 14 là joined, washed. Các bạn đọc được từ này không? W-R dịch giặc chủ này bạn này. Joined, washed, joined này các bạn này. Đây, washed này các bạn này. Nhiều khi chữ của thầy nó không được đẹp đó, cho nên nhiều bạn sẽ cảm thấy khó khăn. Rồi, số 10 đây. Rồi, tiếp theo là joined này các bạn này. Joined này, đều là quá khứ nha các bạn nha. Rồi, số 14 rồi. Bây giờ đến số 15. Lỗ 15 của các bạn sẽ chọn là talked. Talked. Đó, T-A-L-K này các bạn nha, T-A-L-K, talk đó các bạn, talked. Rồi, số 16 là các bạn chọn cho mình là peeled. Peeled. Đó, P-E-E-L-E-D, đây các bạn, peeled. Đây các bạn, đây, 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 đấy. Đó là vị trí số 16. 17 là finished. Finished. Đây, 17 các bạn, đây. Đó, 17 là finished, 18 là handed, handed, hand, handed, ed nữa nha, h-a-n-d-e-d, h-a-n-d-e-d, ok. Rồi, 19 cái cuối cùng là các bạn enjoined, enjoined, đó, n-j-o-e-i-e-d nè, đó, enjoined, chắc cái từ đó các bạn không có lạ gì đúng không nào? Đây, enjoy nè. Rồi, như vậy là mình giúp các bạn điền hết đầy đủ các cái vị trí rồi. Bây giờ mình sẽ dịch ra cho các bạn rồi sau đó mình giải thích cho các bạn nha. Rồi, cái chữ stay chúng ta điền hai lần có đúng không nào? Rồi, ok, chữ stay. Chữ stay chúng ta có điền được hai lần chưa? Các bạn nhìn kỹ giùm mình nào. Chữ stay, chữ stay hai lần đây rồi. Cái trên và cái dưới này rồi. Rồi bây giờ mình sẽ giúp các bạn hiểu sau này và mỗi cái đều có giải thích hết, các bạn yên tâm. Quan trọng là ban đầu mình nói đó, chứ còn kết quả thì đôi lúc các bạn nhìn vô kết quả sách dây đáp án nó có rồi, nhưng quan trọng là chúng ta biết được tại sao nó là thế. Đây, khi tôi còn là một cậu bé, khi tôi còn là một đứa bé, chúng tôi không có ở trong nhà trong để xem tivi trong những ngày thời tiết nóng nực đâu. Có là khi còn là đứa trẻ, chúng tôi không ở trong nhà để xem tivi trong những ngày thời tiết nóng nực đâu. Vậy thì đây là những hành động đã kết thúc trong quá khứ rồi, cho nên chúng ta đều biết quá khứ đơn nè. Và đây là phủ định của quá khứ đơn nè, nhớ nha. Didn't và động từ đưa về nguyên mẫu lên. Đó. Chúng tôi không sở hữu một cái máy điều hòa nhiệt độ, cái máy lạnh đó. Vì vậy, vào những buổi tối mùa hè nóng mực, ấm áp chứ, quên xin lỗi các bạn. Vào những buổi tối nè, mùa hè ấm áp nè, chúng tôi ra bên ngoài trời để sao? Để các bạn ra bên ngoài trời để các bạn làm gì? Ra bên ngoài nè, trên cái máy hiên nè, đó, hàng giờ đồng hồ. Có nghĩa là những cái buổi tối mùa hè ấm áp á, thì chúng tôi ra ngoài trời, ra ngoài máy hiên chơi hàng giờ đồng hồ luôn đó các bạn. Vậy thì thôi để mình dịch trước rồi, thôi để mình vừa giải thích cho các bạn luôn. Chỗ này là phủ định của quá khứ rồi đúng không nào? Rồi, chúng tôi ra bên ngoài trời, tất cả đều là dùng quá khứ các bạn nha, bởi vì sự việc diễn ra trong quá khứ và kết thúc trong quá khứ rồi. Đó, những buổi tối đó, buổi tối mùa hè ấm áp đó, chúng tôi ra bên ngoài trời và ra cái máy hiên này, máy hiên nhà đó các bạn, chơi rất nhiều giờ đồng hồ. Đó, không ở trong nhà xem tivi. Và bởi vì chúng tôi đâu có máy lạnh đâu, được chưa? Đó, thời đó. Rồi, tiếp tục này các bạn này. Đây. Chúng tôi là bố đó, ông bố này ông kể lại cho những đứa con đó. Đây nè, chúng tôi mình dịch là chúng tôi mà các tụi con tụi bố ngày xưa đó, ý là thế. Chúng tôi những đứa trẻ chơi những trò chơi hoặc là đọc nè các bạn nè, nhìn vào những cuốn sách truyện tranh nè, truyện tranh thiếu nhi rất là truyện hình ảnh tranh á, hồi đó là những cuốn truyện tranh rất là hấp dẫn đó các bạn. Chúng tôi những đứa trẻ là chơi game này không phải chơi game trên máy tính đâu, mà chơi những trò chơi dân gian đồ đó các bạn, và đọc những cuốn truyện tranh. Bố của tôi là ông nội của các con bây giờ á, bố của tôi thư giãn trên chiếc ghế của ông ta và hút điếu thuốc, ống điếu thuốc, thuốc đỡ thiếu ống này, ống thuốc này, gọi là giống như hút thuốc lào đó, một dạng thuốc lào đó các bạn. Đó,
thỉnh thoảng ông ấy cố gắng làm cái ô chữ này, giải cái ô chữ đó các bạn. Thỉnh thoảng ông ấy cố gắng giải ô chữ ở trên cái tờ báo. Rồi. Và rất là thường xuyên này các bạn này, thường xuyên một vài thỉnh thoảng chứ, thỉnh thoảng chứ không phải thường xuyên nữa. Thỉnh thoảng một vài người hàng xóm đến viếng thăm tụi tôi, chúng tôi á, ngồi trên hiên nhà này, đây cái hiên nhà các bạn này. Đó, ngồi trên hiên nhà đó, chơi, đến viếng thăm rồi đến ngồi hiên nhà chơi. Sau đó bố tôi ngừng cái việc đọc báo lại và thảo luận những cái sự kiện hiện tại xung quanh chúng tôi. Có nghĩa là ông bố đang đọc báo thì những người hàng xóm đến chơi thì ông ta dừng cái việc đọc báo để thảo luận những cái sự việc đó. Tất cả những cái này đều là quá khứ các bạn nha, nhớ cho mình. Họ sao? Họ thảo luận nè, họ tranh luận nè, đó, họ tranh luận, họ thảo luận về những cái vấn đề xã hội hiện hành, vấn đề xã hội đương thời đó, đương thời của họ đó. Đó, ok, rồi, tiếp tục các bạn nha. Sau gì các bạn? Đây, các bạn nhìn đây. Sau khi mẹ tôi rửa cái đĩa chén bát buổi tối nè, sau khi mẹ của tôi rửa cái đĩa chén bát buổi tối, cô ấy thường xuyên tham gia cùng với chúng tôi trên cái máy hiên đó, ngồi trên máy hiên nói chuyện. Cô ấy và bố của tôi, đó, cô ấy, đó, mẹ tôi đó, là có nghĩa là cô ấy và bố tôi là ông bà nội đó, được chưa? Cô ấy và bố của tôi là nói chuyện về ngôi nhà, về những người hàng xóm, về xóm láng giềng và về chúng tôi. Thỉnh thoảng cô ấy gọt những quả táo, gọt là cắt những quả táo ra, gọt cái vỏ của những quả táo đó. Sau đó cô ta, sau khi cô ta hoàn thành cái việc gọt quả táo đó, cô ấy đưa cho mỗi chúng tôi một quả táo. Hand là cái tay, mà hand này động từ cũng là đưa, được chưa? Này quá khứ rồi. Đưa cho chúng tôi mỗi người một quả táo. Gia đình của tôi luôn luôn thích thú, vui thích những cái buổi tối mùa hè đó trên cái mái hiên nhà đó, những buổi tối mùa hè trên mái hiên nhà đó. Như vậy là ông kể lại tất cả những cái việc đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ rồi, cho nên chúng ta hoàn toàn dùng thì quá khứ là như vậy các bạn nha. Và đây là một dạng bài tập đục lỗ và mình đã cố gắng làm xong cho các bạn, và để mình giải thích, để mình dịch cho các bạn hiểu, thì khi đó các bạn mới nắm được tại sao mình chọn cái đó, đúng không nào? Rồi, như vậy là bài tập số 10 mình cũng đã giúp các bạn hiểu rồi và làm xong rồi. Thì hy vọng các bạn thích video này và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta tiếp tục đón nhận thêm nhiều video hay các bạn nha. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn các bạn vài phút nữa để chúng ta vào cái video của bài tập số 11. Bây giờ chào các bạn, cảm ơn các bạn nha.